សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនានានេះសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគមនាគមន៍ពលរដ្ឋមានសន្និបាតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីផែនការប្រើប្រាស់ដីសន្តិសុខដំណាងរដ្ឋសភាធ្វើការជាមួយបណ្ដាមន្ត្រីស្ថាប័ននិងសហគ្រាសត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសុខភាពមូលដ្ឋាននៅទីរួម
tỏ từ. Tôi xin chân thành lời tìm trí, cần lo màu cổ sung nơi cổ bá bán riêng chồng sau này bát, tạm bản online, chỉ mùi nơi cổ bá tiền học sập bay khách cổng, sẽ đại bí ca riêng chồng phèn cá, bà đầy sản tí sốc, nâng phèn cá bóng cá, nâng bình luật ạ kỳ phí, đâm nạ cả chân nằm bí bọn mà phí mùi bí bọn xàm sập, chỉ mùi nâng chạc khổ bị sái đo chân nằm bí bọn hạ sập. Ở đông xin này trầy lê văng tuyến, án ủ rốt mặt trầy cổ sung nơi cổ bá bán thơ chi ạ thập ở đây khăn ông sát nị bát. Ông sân nịp bát bán ảnh mắt lơ rồi bài cá sẽ đem bì cả rượp chom phèn cá bà bát đầy sân tí sốc nâng phèn cá rượp chom hết thà rạch nà xâm phôn bằng cá nâng bồn lật ạ kỳ phấy đâm nạc cá chân nằm bì bòn mà phầy muối bì bòn xàm sắp nâng chắc khu vị sáy đo chân nằm bì bòn hà sập. Đôi lách nó có bác khai tế nính xa hà cá chi mối nâng bằng đào mần tí thả bắn khét rượp chom bằng cơ phèn cá bà đầy sân tí sốc đo chân nằm bì bòn xàm sắp sắp tư tam tự đào bành chạy đầy sân tí sốc nông khét rồi chân nằm chọc sai rồi ai cả xa rùm lức nâng cài đầm rứ nó có bá ông gặp hiệp sốc tì rùm khét cúng cọm ca đặt nôm rồi bắt xa nông ca nó có bác khét đâm bấy bùng rừng ca cực cúng nâng bà đầy thli hàm khót ca bà bà tía nâng đầy xâm rắp oi cầm cháy rứ oi chua bằng đặc tình rùm khía rứ xa mạc cúng xâm rắp xa cầm hiếp phá lất tà cầm pi nứt prum prato đấy nâng cầm nót sầm cốt oi bàn tiền tuốt đâm bấy chiêu viếng nơi ca tuần triển cành cặp đấy rứ toàn pê rột khơi đọt sai pliem pliem nơi đấy tuần triển ông pi ca riệp chấm hết thà rạch na sầm phốn bằng cá nâng pun lật akip thấy sơn ca rạch than nọ ba khét bán thơ vơ xin na thì cá chun cái na ca mà thì cá pro chỉ chun khét sơn đấy pi ca riệp chấm hèn cá hết thà rạch na sầm phốn bằng cá nâng pun lật akip thấy đâm nặc cá chín năm pi pon mà phải mối pi pon sầm sập miến chặt khô vị sấy đa chín năm pi pon hà sập rô miến khlâm xa đốt tò tầy bà phốn sân nạc ca kà rà lấy bần tía xâm nóng bầm rớt khăn ông xe hoa bằng cá nâng bần lượt ạ kì phấy bà phốn bà kịch bà công tức xâm rạp bằng cá bần lượt ạ kì phấy bà phốn chả ra chó khăn ông xe hoa bằng cá nâng bần lượt ạ kì phấy bà phốn tâm nạc tâm nôn ca phía ạ kì phấy có bàn tay tam rà ca tuột bì nít rọc khơi phơi thân nói mình thiên nhà ban nơi tổ tướng nâng công phố bên túc cột cuốn xâm nhập rót chân bên lật akip thấy nâng rót chân chân đá bên lật akip thấy đam bấy sự cầm mập hiệp phơi chia ra cho canh nông cuốn khang canh nông cuốn mùi chấm nuốt mình miên chấm nốt xâm nhập rót chân bên lật akip thấy đam bấy đam nà cá tam cá tấp bạc kịch đam bán ti bị chấm chấn chia ra cho bà bằng cô cô rọ bắn mình thiên nhà oi rót chân bên lật akip thấy nâng rót chân chân đá bên lật akip thấy sự cầm mập hiệp lời ông pí bà bón bà kịch bà công tức xâm rạp bằng cá nâng bồn lật ạ kì phấy nơi khe tây nính. Công rôn phèn cá bà kịch bà công tức khăn nông đâm bàn rượu bạc hết đo chân năm pi bòn mà phấy. Chờ mối nâng chặt khu vị sấy đo chân năm pi bòn xâm sắp trời bàn án nụ mặt. Tam rì giá nụ nụ cò bà khét. Bàn trượt bình nịch chiêng học sập cần lèng dột tức thò mà chết. Bà rôn tiếng cò sang đọc cần lèng dột tức nơi đâm bàn cửng. Nâng đâm bàn ô xa hạ cắm xâm rạp cá bồn lật ạ kì phấy nơi nâng cần lành. Nia pê khang múc trư ca sầm rúa nâng bàn thay phèn ca hết tha rạch nà sầm phôn bằng cá nâng bình luật ạ kì phấy oi miên là khả nà sầm sớp nghi xúa sầm rập đồng rời cá áp hiệu vật sẵn cống đôi mình bà phố đo ca nghiệp bằng cá bình luật ạ kì phấy nếu vẻ đá miên ở bà thị hết gật lần. Tôi xin chân thằng lại cho tìm mệt rầy nia pê cân lo mọc đầm nàng rốt sập hiệp ông cập hiệp khét tên nền rùm miên đầm nàng lộ phạm hồng thái án ụ lê kha ạch chân trái kê nạ bạc khét bà thiên đầm nàng rốt sập hiệp khét đầm nàng hoàng thị thành thí án ụ bà thiên đầm nàng tổ tù bần tốc kê nạ cầm đầm nàng rốt sập hiệp khét đầm nàng huỳnh thanh phương lê kha kê nạ bạc sập gò dấu ban chúc bị phía xa ca nghĩa chí mùi bần đà mần tì thả bắn nâng xa hạ kriết môn xa mai bà chùm lợt tì đập bấy rọt xa phía nê tì ca tì đập rằm. Đâm nàng rọt xa phía hoàng thị thanh thúy bán ri ca chun mà chạch nốt krom chùm nốt bần đà mần tì thả bắn khlâm xa nâng cam vị thi ca nghĩa nê xa mai bà chùm tì bấy rọt xa phía nê tì ca tì đập rằm đai nâng bác nơi thang ngay tì mập hay bấy ô xa phía chân năm pi bón mập hay pi nơi con nông kịch bà chùm ní đâm nàng bần tà nì kia cây cài
nên cân nam mê TV khét ban xâm đèn ca cộng trô chung phố xích đầy xâm rạch chất rồi bỏ rõ sập hía. Sự đây bị ca sạc là bóng tâm rộng rụp hiếp nê ca chặt tăng bà lạc cắm, ca nè nôm ông bị ca nghĩa ca bằng đồ bằng đá về chia chí vã xâm rạp nẹt tố nơi khăn ông bón thân nê kia. Ní cư chia cô ca mà nụ sát thó đâm bấy chui nẹt tố tạo lập một thơ vớ xâm hà rạc cắm tới khăn ông xa hạ cùng. Ajivakam miền ọc cá cành tài chấn đam bấy bằng cật là cành nát ca nghĩa xâm rạp nạc đẹp bàn tổ túa ca bàn đớp bàn đàl. Mà chả sẵn nấu sẵn ở khét, bà sạp bà sạy đặc sạch đầy xâm rách cho khăn ông chi vào phép ói bàn chạp. Đâm nàng mần tì ưu xa hạ cám nâng pin đi chạy cám. Lực lần mở tế âm bì sạch đầy xâm rách chất, cầm nát bàn chạy tạm thất nắc nâng sạch âm nái cơ bò rọt thá bị bàn. Chỉ lòng tạm ra giá nữ rọt thá bị bàn nâng bàn đàm mù lợt thán. Cầm phúng chùm rình khăn ca bèn chạy tạm thất nắc, nâng ca bèn chạy sạch ẩm nát vì đầm lấy, có bàn tay tạm cả bứt bánh hai chỉ chấn. Đãi mù lợt thàn đọc sải bán, bàn tay bật bánh nhát thất nơi cồng xa mật tạch kích ca vì đầm lấy rồi bác ra xuống thả bánh mở chùm. Mình tì ưu xa hạ cám nâng bình nhạc cám xa nà ôi bình nịch lãng vĩnh. Đàm bấy thiên nè bèn chạy tạm thất nắc nâng sạch ẩm nát vì đầm lấy, ôi bán vì thiên xa ai cập hiệp thề rập hiệp nâng bà sát tiệp hiệp. Ní có chìa khlâm xa đai ạ chì và cam chì chán. Bàn chì lộ bằng trắng châm phố xa mà chì cổ sập phía khăn ông ổ cà chùa bà sáy. Chìa mùi nâng mà chạch nốt nè rò xìa thay ngay tì bà rằm bì ưu sập phía nơi đàm bàn ưu xa hạ cam phước đông. Bàn đá mần tì xa thả bán nơi chì lộ bằng trắng nâng bà đoàn ưu xa đo đàm nàng rò sập phía. Ông bì bánh hạ cái đào cổ cúc nè bác chùa bàn. Nú cư chìa xa nạp hiếp nây ca cực rộng đầy thli rồi bà rốt. Cô nơi dọc bài đầy thli nâng chạy bắp nơi miền ca chộp kèn mũi chùm nuồn. Ông bí hưng xa khăn ông cửa xa nơi tài cực lớn. Cả anh ta cũng bị xa mật tật kích mân tôn cực cuốn. Đâm bế đọc sài bánh hát tiền sông. Tân tìm nâng nút xa nạ ca sọp xa bình địa cám nơi bàn đành sọp xa miền ca bà mát. Bông phôn tê xin nạc chún. Nâng mân sạc sống xâm rạp ca tựa tùa dốc bì tết xin nạc chân. Mà chạch nốt rùm lực thá đâm năng ra tập phía nâng thư vụ ảnh ưu sát đo sát bằng xâm bật tật kích. Đâm bấy đo sát chùm bố bánh hát đại ban lực lớn khẳng lờ. Đâm năng mà chạch nốt ôi mình tì sát bằng mùi chùm nuốn. Có bán chô ruộng một tế khlâm xá mùi chùm nuốn xâm rạp chạy bập sợi đầy ẩm phí dù ở chân. Nâng chạy bắp sợi ẩm phí át thi cà rạc kích đại bán cài xâm ruồn. Đâm nàng rõ sợ phía lục Phạm Hùng Thái nâng đâm nàng rõ sợ phía lục sợi Hoàng Thị Thanh Thúy. Bàn chạy trồng lét nâng bầm phư xâm nào mùi chùm nuốn rồi bỏ mà chạy nốt nơi bế thư vừa cà. Khlâm xa mùi chùm nuốn đe mà chạy nốt xâm nở. Cơm đâm nàng rõ sợ phía khét nâng sạc xa sợ chữ yếu bột sợ rớp. Phải nhớ tới bàn đà xa bắn xâm mơ tạc kịch. Khlâm xa đe bàn đâm nàng lực lớn nơi bàn đà bèl bì cổ dục bó. Cho xua nâng đánh đó nơi xa mây bà chùm tì bây rõ sợ phía nê tê ca tì đập rám. Nâng bà bật lớn nê bế kháng mục. Tôi xin kích chân đăng lại cho tìm mít rầy, cầm bình nịch ổng kết, rồi bọc kì nạ kà mạ tì kà vô bà thò sân cúm, nầy cầm bạc xà bà chì chân khát, tợp miền bèl thơ cá, chìa mùi mần đồ sô cập hiệp tì rung khát hoa thánh. Đâm năng cầm bạc xà bà chì chân, nâng kì nạ kà mạ tì kà bà chì chân, sẽ đầy bì thàn kà sạc kà mạ phiếp, bà bọn sô cập hiệp bál mù lạ thán khăn ông phù mạ xà tì rung khát. Dông tàm mạ chìa mần đồ sô cập hiệp bà tì rung khát hoa thánh, cứ chìa mùn tì bạc thân ạ tì bì. Đại bạch chế bón, miền mạng thuốc ca châm nốn bì rối mà phì bàm bây nè. Đòi miền bàm bây ổng cập hiếp nơi cọm châm nó mới chìa mần đồl, rùm tiền mặt đà mần đồl sau cập hiếp khống sân cắt phong đè. Tam rìa ca cho trụt bình nịch dịa sạch đèn, nị dịa chìa rùm mặt đà mần đồl sau cập hiếp khống sân cắt, chìa xa ra vòn, co sang giang rừng móm. Nâng miền bốc cơ lực bét bà chăm cá mà phì bốn lơ mà phì bốn móng, đâm bây bình nịch nâng chìa bál, nâng đo thân nằm bét chún bà chìa bò rọt. Nếu bé trụt bình nịch tổng mật tế, cầm trụt bình nịch bán sẽ đập xâm nồm bó, nâng án ưu xa, rồi bằng một chiếc mật đồ sau cập hiếp, tì rung khát hoa thành. Bản đà mật đồ sau cập hiếp mù lật hán, ông bì ca lùm bá, nâng ca bần xoal tục đà lòng cập hiếp công bông chú bật tía đồ chía, còn và thuần thiên mà nụ, đà miên chung niên vị trí chí viết, thân nằm bạc mình cực cỏn, rư ấp bà coi chá, đà mình ách bằng bình đầm rơi cá nây ca bình nịch nâng chìa bà. ប្រព័ន្ធព្យាបាលកាកសំណល់រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមិនទាន់វិនិច្ឆ័យបានល្អទៅតាមសំណូមពរលោកងៀងវិតគង់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌និងសង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់និងចែករំលែកការលំបាករបស់អង្គភាពនាពេលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនោះនឹងមានសំណើទៅមន្ទីរសុខាភិបាលនិងបណ្ដាស្ថាប័នខេត្តដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគរួមសម្រាប់ខេត្តទាំងមូល ទស្សនវិជ្ជជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅបណ្ដាខ្លឹមសាររបស់គណៈដឹកនាំលេខ389ខេត្តតេនិនបណ្ដាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះការបំពានល្មើសច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនិងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022
Khnông khai mê xá chnam bì bòn mà phê bí, con cầm lăng xa mật tật kích, nâng kê nạc mạc thị ca đợt nôm lêk bê rôi bê chập rạm bốn. Bàn đà xa rốc tì rùm khét bàn rô khơi nâng chạp khuôn bàn cầu sập cả nấy, đòi miên mục xa nhà chậm nôn chè sập rạm bốn, nâng vụ thu táng nây ca rùm lộp bổng biến đai miên đầm lấy chích môi cơ biệt bốn cột đồng. Con cầm lăng xa mật tật kích bàn đò xa rái ca bổng biến rô tập bá, khnông chậm nôn học sập rạm bốn cả nấy xa rớp chậm nô thay về ca xâm rách chích môi cơ biệt bà mối cột đồng. Khân ông nú ca phát vì nây rồi tập bán miền chiêng mùi kịp biệt bày cột đóng. Ca phát vì nây bằng thêm ca chơi bọn đá chiêng mùi rồi đập buồn liến. Châm nối bì ca lúc nâng tu tuột tổng nính, đài rụp ổ bán chiêng mùi rối xam xa phí liền đồng. Bà thiếp nâng khai muốn châm nôn cả này đọc sái ca bồng biên rồi tập bán cần lớn đập phí cả này. Châm phố ca nghe đọc sái bật là mớ prom bật tấn bận đăng chơi bà cánh bàn buồn cả này. Chạp khuôn đập bì mục xa nhá biệt bọn bật là mớ đặc trình chún nâng chuyên đồ tổng nính hàm khót. Bà thiếp nâng khai mướn châm nuôn cả này mình bàn càng lãng rứt thoi cho tế, châm nuôn mục xa nhá càng lãng bà mối cả này. Cà phía có nịa bề kháng mốc rô tập hiếp nâng ai cợt miền xa mộc xa máy ác rái lơ cầm lăng tính rô bó tiệp xa. Đôi chân ấy bàn đà con cầm lăng chùm nến chia bề xe cư bàn đà xa mạc chức, cà nạ đẹp nòm khát bê rô bè xa bà mối. Trời bàn tà chùm rinh ca xa hạ cá pháp đô bà mến, xa hạ cá chìa mối nâng con cầm lăng khăn ông ca chặt tăng bà giốt nâng bòm phlan cơ xe tiệt tốn. Nâng cơm rột bốn kênh bàn làm bình đi chạy cắm, nâng tùm nền khlèn khlái cợt lớn tam phlơ đồng bàn bồng đánh, nâng phù mê xa vì xe đè tờ tùa bàn tục. Tốt xin kính chào đồng lại tìm trái, khăn ông ọc cả bị thị bọn vị xã bố chế chân năm bì, bốt xã cả rạch bì bọn bàm rồi học sập bàm mũi, xa la tiền ngọc tấm, nào sập tăng chào, ban xã hạ ca chì mùi vọt pháp giới, tì Krông Hồ Chí Minh, đâm bay bà đoàn ông nói sập bà thó, chôn chôn kre kró nào không tăng phú, sập tăng chào. Bệnh đại trạch cấn thật trí bưu, bệnh trao ảnh ca vọt pháp giới, bảo kênh âm nội châm nôn xam sập châm nét đo chôn kre kró, nâng xa xa nụ xa nó không tăng phù. Âm nội ni mùi ni mùi rùm miên ông có, Mỹ, kênh chọc bệnh chá, nâng thác vi ca châm nôn 20 mơn đồng. Xa rập đâm lấy âm nội châm nôn xam sập châm nét, bảo hè xa xa pram liên đóng, đòi cầm hồn hoàng kiên đát chui ấp bà thòm. Một nụ đế khăn ông cam vị thị bàn bà cổ tìa mô hạt xa mê kì rịp chọm đòi kênh nạc kà mạ tì kà rà nạ xê mê tập húm. Không tăng phù, bàn thêm lời ca ọp thòm thạ vị ká hạ sập liên đóng. Đâm bay sang xong tìa nụ, cọm hồn hoàng kiên đác nâng bìa đại trị côn thật trí bú. Bàn chui ọp thòm bà trị chuẩn, trợ bàn bà đòi tìa thamay mũi, chia mũi sạch bạ nâng cường sạc kà mạ phiếp khăn ông cụ xá, miên đâm lấy đập rám liên đóng. ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីនាពេលកន្លងមកស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងនិងទូរទស្សន៍ខេត្តតេនិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសេរីពីប្រទេសកម្ពុជាមកសងខ្ទមបណ្ដោះអាសន្នមករស់នៅតំបន់ពាក់កណ្ដាលលិចទឹកនៅបឹងយោទៀងភូមិតាយើខុំតាំងថាញ់ស្រុកតាំងចៅប្រការនេះបង្កើតផលវិបាកជាច្រើនជាពិសេសបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះត្រូវមានដំណោះស្រាយទន្ទឹមគ្នាពីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់វិស័យក្នុងខេត្តចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិរួមតាមដានបទយកការមានដូចតទៅ បណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកថ្មីៗនេះចំនួនជនចំណាក់ស្រុកសេរីមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈពេលនេះឡើងវិញទូទាំងស្រុកបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ156គ្រួសារជាមួយនឹងជាង 5,000 ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនមុនប្រកាសរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេហេតុនោះបណ្ដាស្ថាប័នសហការបង្កើនការខុសសណានិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់យ៉ាងយីគឺទៅយកឡាយកគេប្រជាជនចំណាក់ស្រុកសេរីពួកគេយល់ដឹងច្បាប់នៅមានកំណត់ដូច្នេះនៅតែមានការល្មើសច្បាប់មួយចំនួនជាពិសេសបង្កឧបទ្ទហេតុសម្រាប់ស្នាប់នៅនឹងកន្លែងសាធារណៈដោយចេតនាបង្ករបួសនាពេលកន្លងមកនេះ នគរបាលឃុំក៏បានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការមហាជនដើម្បីរៀបចំការខុសសណានិងការអប់រំច្បាប់ចំពោះគ្រួសារស្នាក់នៅតំបន់ផ្ទះល្វែងចំនួន183និងភូមិតាយើយើងនិយាយគឺទៅយកឲ្យយើបានក៏តាយើនគរបាលស្រុកតន្ទោបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនវិធីនៃការជំនាញដើម្បីគ្រប់គ្រងករណីទាំងនេះ
công an các xã đặc biệt là nó có ba bản đà khum chia bị xét cứ khum phẩm đèn chấm nguồn 4 đại ban bằng cơn càng nghĩa cả đập thành lập hiếp ban xã hạ cá chia mối nâng con cầm lăng phẩm đèn trước phân tích cực rộng thành lập cá nơi tam phẩm đèn đâm bấy tập xa cách chân chấm nạc sốc xe rấy bị Campuchia bùi một tân tìm nâng nước chân chấm nạc sốc xe rấy bị Campuchia chồn một mùa lần tháng trái miền cực rộng ở ta sinh nhìn ở ban tiếng ớt tân tìm nâng nước rì ca ơi ca bằng cơ siêu phơi cửa xa bà chí xa ca hạc xôn phí ca phạc đố bà chí xa đai miên ôm rụp phiếp bay quần bốn rạp bà chí chuẩn tiền nì cửa xa tiền ní ban cầm nọt trá cực rốn nước nông khùng bành hà mối trâu dục chật tục đắc ruột đầm nọt sái đôi miên mù lật thàn chạp bà lốt đàm bấy đọc sái xa nạp phiếp có khoác bà rì thán nơi đầm bánh tài giờ thời từ bật tái các nông nghiệp về còn lòng mốt cây nắc cam thì cá pro cho chuẩn sọc tận chấu ban đặc nhóm group làm đập nắc nâng bàn đá thả bán sắp sai bàn đá vị thị xã đam bấy thiên nia sân để sọc nội dọc bãi sân đập nộp sòng cúng nâng ca cà phê Pakistan các nông nước năm pì pòn đập rầm pí miền bờ tây là quen mùi rối bè sập bầy các nón chia bờ tây mê tà thó ban cỏ sáng nơi đam bàn tì tăng làm nội thay mấy nơi phum đồng kèng pí đam bấy pháp đồ cửa xa rồi nỡ tam bằng chung thức dầu tiếng phum tài giờ có bàn tay nơi tì ní nơi tây miền chấm nuốt pro cho chuẩn chấm nạc sốc xe rấy rồi nơi giang cỏ có sang sang cơ tôm bàn đạo sắn rồi sẽ cả mà phép chiều và phép sập ngay đang nơi lớp tây tực đòi hết nước bằng cỏ ở tì pool akrok chung po prop hợp tức rồi bằng chung tức dầu tiếng tiền ní cứ chia rụp phép đại dự nhóm bàn thọt cót xâm còn xâm rám bàn bà cho cực tì cảnh lãnh chuẩn bế bà cho bằng tức dầu tiếng tay mặt đòn mình miễn bằng corona mai tế đôi chân nét cả đọc sài đầm rơi cá ăn à mai tọt luôn tới bằng hồ đòi bật toán nơi không bằng chung tức bằng cò cọ khoác ba để thán ở tỉnh phố đa số gặp hiếp xã hà cùng đề nghị tỉnh nên có cái chủ trương chính sách xâm na ở khét miền cô nội dục bái plati lầm nơi thán rồi chỉ bảo rốt tiền mùa rồi bật sập mùi cửa xá đái cầm phung rồi nới ta một bằng chung tức dầu tiếng phùm tài giờ plap đô rồi nới tơ đầm bàn tì tăng lầm nơi thứ mấy đái miền bờ tây là về chấm nuốt mùa rồi bật sập bảy nón nâng miền xe đập hiếp bành hà Pakistan, tập thiên nhiên ca bia bán bằng chung tích dầu tiếng, trong bó cồng hôn dầu tiếng phước hòa, cứ xâm ná ở kỳ nà nỉ dốt. Bằng cách ca xa hạ cá chê mối nâng bùa lợi thánh, cực rốn môn an ở nhát ở miền ca sân cơ tốn cạch lần. Để đảm bảo cho cái việc mặt nước mặt hồ. Đàm bày thiên nhiên nơi bà thầy tự bắn, sốc ca bàn xâm ná lì lạc dị ạc xá, tư căn cây nạc cầm thị cá bà cho dân khách đâm bây xin ở đo cửa hôn dầu tiếng phước và ở xa hà cá chia mối nâng rốt âm nạch mùa lợi thánh tốp xa khách công ôi kệt lên bọn thèm tiết bành hà xong cơ tốm nới tìm tiệt cái mặt hồ của mình cho nó đảm bảo sạch hơn và đảm bảo môi trường hơn việc phó nâng bành hà khẳng lứa ca thơ vơ chậm nạc sốc đôi xe rí mình ách đo xe rai khăn ông rìa phê đo khlấy nụ tề hơi thơ vơ giang ná đâm bây miền vị thi xác cắt bằng thói chứ bố tơ rơ ca bằng chấp sàn cá thơ vơ chậm nạc xa rốc đồi xử rí nâng phòng vị bác rồi bảo vía tiêm tía oi miền đầm nọ xa rái chìa mùa lợi thàn chế bắp nâng xong ca cắm đôi bồm khía bì gà xuông xa bắn nâng mùa lợi thàn bằng tế tam xâm nôn bố ban đặc chính cứ ai nhà thơ mùa lợi thàn trơ miền vị thi xác giang phụ đột đách đâm bấy cắt bằng thói sàn cá có khoác bà rời thán nơi đâm bằng phúm tài giờ ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនានានេះពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់នាងខ្ញុំនិងរៀបរៀងកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាដល់មេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា